tàu chở hàng Việt Nam mắc cạn ngoài khơi tỉnh Ao Bay. Một tàu chở hàng mang cờ Cộng sản Việt Nam bị mắc cạn tại khu vực cách lối vào của thành phố hải cảng Le Passy 900 dặm. Theo cảnh sát tuần duyên Phi Luật Tân, chiếc MV Ocean 03 trọng lượng 4.532 tấn do 21 thủy thủ Việt Nam điều khiển sau khi bị mắc cạn đã làm hư hại khoảng 2.000 m2 rạn san hô ở vùng biển ngoài khơi thành phố Legazpi ở Ao Bay. Cảnh sát Phi Luật Tân cho biết tàu đụng vào rạn san hô trong khu vực khi đang trên đường chuyên chở gạo cho cơ quan lương thực quốc gia đến vịnh Ao Bay vào ngày thứ Tư ngày 17 tháng 6. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát tuần duyên Ao Bay đã đưa một nhóm nhân viên từ bộ phận kiểm soát hải cảng ra cứu giúp. Con tàu được kéo ra khỏi khu vực này vào khoảng 3 giờ chiều. Thuyền trưởng Trần Đại Nghĩa xác định không có tràn dầu tại khu vực này. Giới chức thành phố Legazpi và hải cảng nói rằng chiếc tàu sẽ không được ra đi cho đến khi nào những thiệt hại về san hô được giải quyết. Bộ phận kiểm soát hải cảng Phi Luật Tân cũng khuyên chỉ huy tàu Việt Nam nên phối hợp với công ty cổ phần vận tải Hoàng Anh để kiểm tra thêm để xác định khả năng đi biển của chiếc tàu.